Juventus cướp Ter Stegen, Real Madrid được loan báo đưa ra lời đề nghị mới đến Manchester United, bao gồm Gareth Bale vào hợp đồng như một nỗ lực để mang Paul Pogba về cho huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane. Theo El Desmarque, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn lòng để MU đưa Bale trở lại ngoại hạng Anh như một phần của động thái hỏi mua Paul Pogba. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Son từ chối tức khắc. Paul Pogba trở lại sau chấn thương dính phải hồi tháng 9 nhưng tiền vệ Pháp được cho vẫn muốn rời Old Trafford và điểm đến chính là Real Madrid. Pogba muốn được làm việc với Zidane và chơi cùng Benzema tại Bernabeu. Real Madrid cũng hỏi mua Pogba trong hè qua nhưng không đáp ứng được khoản phí chuyển nhượng theo đòi hỏi của MU. Với Ba Lê, tiền vệ này cũng ra đi hụt hè qua, nhưng mùa này trong cảnh khó khăn, anh được Zidane dùng thường xuyên. Thủ môn người Đức có hơn 200 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalan, cho thấy là một trong những người gác đến tốt nhất ở châu Âu, kể từ khi chuyển đến từ Borussia Mönchengladbach vào 2014. Tuy nhiên, Ter chỉ còn 2 năm trên hợp đồng vào cuối mùa giải này và Juventus đặt mục tiêu cướp thủ thành tài ba khỏi Nu Camp. Goisic Kessny và Gianluigi Buffon hiện thay nhau giữ gôn cho lão phu nhân, nhưng người nhện Buffon chỉ có hợp đồng đến cuối mùa giải, sau khi rời đến PSG một năm trước rồi mới trở lại.